Xin chào các bạn, tôi là OU Review. Hôm nay tôi nhận được một lời mời góp mặt vào văn hóa ứng xử chủ đề 3, nói về thái độ học tập của các bạn sinh viên hiện nay. Cùng nhau điểm qua một vài thói quen xấu ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên ngay nhé. Trong mỗi sinh viên chúng ta, chắc chắn một điều mà các bạn thường hay mắc phải, đó là đi trễ. Điều quan trọng phải lặp lại tới 3 lần. Đồng hồ đã điểm tới 7:30, cả lớp học đều lác đác vài người. Có một bạn sinh viên mở cửa bước vào. Nhân vật này khá quen mắt vì ai có theo dõi hai phần trước chắc chắn biết là nhân vật Thịnh trong series văn hóa ứng xử. Đây chắc là lần thứ N đi học trễ của Thịnh, vừa chào thầy xong thì dùng chân đóng cửa cái ầm. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại chơi cho hết ván liên quân. Ngồi vào chỗ thì quăng cặp lên bàn cái đùng khiến bạn đang ngủ cũng giật mình. Đứa ngồi đằng sau cũng để ý đến, đúng là không lịch sự lắm nhé. Rất dễ để biết tật xấu tiếp theo của sinh viên là đi học không tập trung rồi. Thầy thì thao thao bất tuyệt trên bảng, giảng từ bài này sang bài khác, còn các trò ngồi dưới, đứa thì chưa lấy tập ra, đứa thì chơi game, đứa thì ngủ luôn. Lớp đã vắng rồi mà bàn trên cùng hai trò này ngồi học môn khác không nghe thầy hỏi gì cả. Nhìn qua lại thấy trò ngồi bàn bên thì tô son chết phấn. Có bạn còn bấm điện thoại, thật là ba chấm. Một trong những lý do bùng tiết của sinh viên hiện nay là kiếm cớ đi toilet, ngồi vào bàn học đã lâu mới đánh xong ván game. Thịnh mới bắt đầu cảm thấy uể oải, buông điện thoại xuống và lấy tập vở ra học. Cùng lúc này bạn cùng bàn mới lò mò thức dậy, nhìn đồng hồ điện thoại, cũng sắp tới giờ ra chơi. Anh ta vuốt bụng cảm thấy đói lâm dâm mới quay qua rủ Thịnh đi ăn sáng. Nhưng chợt nhận ra, thầy vẫn còn trên bảng, Thịnh và bạn cùng bàn nhìn nhau, cả hai phải tìm cớ để chuồn ra ngoài thôi. Lúc này thầy giảng xong quay lại đặt câu hỏi cho cả lớp, có bạn nào có câu hỏi gì không? Cả lớp im lặng. Thầy lặp lại hỏi lần nữa. Lần này các bạn ngước lên nhìn thầy 1-2 giây rồi lại mặc thầy tiếp tục với công việc riêng của mình. Lúc này bạn có cảm thấy đồng cảm cho những người đứng lớp chưa? 2000 years later. Vừa lúc Thịnh và cậu bạn bàn bên đang đặt đồ ăn, nghe được thầy hỏi nên đã giơ tay lên xin phát biểu. Ai ngờ đâu anh ta lại xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Rõ ràng là anh ta kiếm cớ để chuồn ra ngoài sớm. Thầy còn chưa kịp hiểu, anh ta đã lanh chanh xin cho Thịnh đi vệ sinh cùng, hai đứa cùng đi chung. Quả là nhất quỷ nhì ma. Tuy khá khó chịu nhưng thầy vẫn ậm ờ bỏ qua, cho cả hai đi ra ngoài. Xem đến phút này, bạn nào có những tình trạng trốn tránh câu hỏi thầy cô như trên đây thì nên bỏ đi nhé, kẻo thầy cô buồn thật đấy. Xưa nay có câu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nhưng thực tế thì, rõ ràng trong game thì là kề vai sát cánh, còn ngoài đời một đứa cố gắng, cả đám thì ăn quả nhớ kẻ lông mày này, quá đáng hơn là kêu lên ý tưởng thì đánh caro. Lần này Thịnh cho dù có hào hứng với bài tập cỡ nào thì đồng đội cũng không ai quan tâm, đây quả là điển hình của một nhóm không hiệu quả trong cách làm việc rồi. Tình cảm học đường có thể biểu hiện ở mức độ nào? Câu chuyện xảy ra khi anh bạn cùng bàn của Thịnh có ý định hẹn cô bạn cách mình một bàn đi chơi. Sợ người khác đọc được nên anh ta quyết định mon men nhờ Thịnh trao thư dùm. Thịnh vốn là người khó chịu, cộc cằn có tiếng nhưng không thể không đưa thư cho cô bạn cách mình 1 mét được. Cô ta nhận được tờ giấy ghi rất rõ địa điểm, mặt ngượng ngùng, cười e thẹn nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui. Vì cũng sợ người khác biết được nên nhờ Thịnh lại gửi thư dùm. Chuyện không có gì để nói, cho đến khi cả hai cảm thấy phấn khởi vì sự đáp trả của đối phương nên quyết định gửi thư qua lại trước mặt người trung gian là Thịnh. Quá đáng hơn cả là hai người đó biểu diễn thoải mái, vui vẻ mà không biết rằng Thịnh đang phiền đến rất bực tức trong lòng. Thịnh không muốn phải chứng kiến cảnh này nữa, Thịnh quyết định trở mặt với bạn cùng bàn vì biểu hiện tình cảm quá mức của mình. Cầm tờ giấy lên đay nghiến, xé thành từng mảnh nhỏ rồi quăng vào người bạn cùng bàn. Từ câu chuyện hơi phóng đại này cho thấy rằng không ai cấm bạn có tình cảm, nhưng phải biết rằng thể hiện đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm nhé. Các thói quen xấu liên quan đến giờ kiểm tra luôn là chủ đề bàn tán không bao giờ cũ của sinh viên. Chẳng hạn như, chắc hẳn trong một nhóm sẽ có một thanh niên đi học với đủ trang bị bên mình. Nhưng không có nghĩa là cả một nhóm sẽ như vậy. Nhất là vào những thời điểm nước rút như giờ kiểm tra sẽ bộc lộ hết tất cả những tính vô tư, không chuẩn bị của mình.
thường xuất hiện tình trạng chấn lột nhẹ, mượn bút, mượn thước, mượn bút xóa, thậm chí là cả tờ giấy đôi cuối cùng cũng sẽ bị xin. Một lần chắc có thể bỏ qua nhưng nhiều lần quá thì nhà cung cấp không chắc. Bắt đầu vào giờ kiểm tra, khi thầy vẫn chưa chú ý đến, một bạn học A có hành động mờ ám, nhìn ngang liếc dọc xung quanh, lén lút lấy ra một tờ giấy nhỏ. À, thì ra cậu ta pha bài. Vô tình cảnh đó bị Thịnh bắt gặp được, cậu A đó tưởng Thịnh muốn nhìn bài, xuất hiện lòng tốt định đưa tờ phao cho Thịnh. Thịnh thấy được hành vi của cậu ta, cười chế giễu ra mặt, tưởng rằng chỉ có cậu mới có sao, rút tờ giấy từ dưới điện thoại ra, rũ lên quay trước mặt cậu A. Ồ, thì ra Thịnh cũng đang pha bài kìa. Cậu bạn A cũng không vừa gì, quyết định lấy tờ giấy được kẹp bên trong quyển truyện ra, rũ lên, cho rằng đây sẽ là tờ phao to hơn của Thịnh. Cũng được phết chứ, biết giấu phao trong đó tưởng Thịnh không biết sao, Thịnh cúi xuống công khai lấy những mẫu giấy được dán chi chít trong tập khoe ra. Cậu A không chịu nhún nhường, lôi hết đống tập vở lên bàn. Thịnh cũng không chịu thua, lấy ra hết những món phao mà có thể giấu trong người hoặc giấu ở bạn ngồi cạnh mình. Nhưng kể từ khi nào mà việc gian lận lại trở thành cuộc thi tranh nhau như vậy? Từ trường hợp giấu tài liệu vào phòng thi để chép bài, hay lén lút trao đổi, bàn luận cho đến nghiêm trọng hơn là mang các thiết bị công nghệ cao như điện thoại để tra cứu đáp án. Lâu dần, những hành vi sẽ trở thành một thói quen xấu, ảnh hưởng đến quá trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Nhưng trước mắt, hậu quả thi nhau gian lận của nhân vật trên sẽ không nhẹ nhàng rồi. Đừng bắt chước theo nhé! Lưu ý! Trên đây là một vài trường hợp được phóng đại chỉ mang tính chất giải trí, đề cập đến những vấn đề thái độ học tập của sinh viên hiện nay, không có ý định xúc phạm đến bất kỳ cá nhân, tổ chức hay xuyên tạc nhân vật nào. Hãy đón xem những tập văn hóa ứng xử chuyên đề tiếp theo nhé!